Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh tăng cường nén cho trục rãnh áp thấp lùi về phía Bắc Bộ. Và tại đây thì các ổ mây đối lưu phát triển rất mạnh, gây ra mưa dông diện rộng cho nhiều khu vực. Do vậy mà trong đêm nay và ngày mai thì các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì trạng thái đó là nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Bên cạnh đó thì nền nhiệt độ cũng giảm sâu và ban đêm thì trời trở lạnh. Đối với các tỉnh miền Trung, thời tiết không chuyển xấu nhiều như ở các tỉnh phía Bắc, nhưng mà thời tiết thì cũng có xu hướng là tăng mưa và giảm nhiệt. Do vậy mà trong đêm nay và chiều tối ngày mai ở Trung Bộ thì sẽ có mưa rào và dông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực. Ban ngày thì trời nắng nhưng mà cường độ nắng dịu nên là tiết trời khá dễ chịu. Nằm ở rìa xa phía nam của dải thời tiết xấu nên là thời tiết ở các tỉnh phía nam như là tại Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ gần như là ổn định. Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông ở vài nơi. Thưa quý vị, nằm cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 3 km, chùa Rơi hay còn gọi là chùa Mã Tộc không chỉ thu hút du khách bởi lối kiến trúc độc đáo cũng như là vẻ đẹp huyền bí của ngôi chùa này hay những khu vườn cây trái rộng mênh mông, mát rượi mà nơi đây còn là nơi trú ngụ của rất nhiều loài rơi to. Rơi ở đây chủ yếu là loài rơi quạ quý hiếm có trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg và sải cánh thì rộng hơn 1 mét. Hàng ngày thì chúng treo mình lủng lẳng trên các nhánh cây trong khuôn viên của chùa. Do rơi thường đi kiếm ăn xa nên là mỗi khi mà hoàng hôn buông xuống thì du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh náo động của bầy rơi bay lượn thành từng hàng trên bầu trời trước khi đi kiếm ăn. Và tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Thưa quý vị, tại khu vực Tây Bắc thì trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông thì có khả năng là xảy ra cả tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết không thuận lợi cho du lịch. Tại Sapa, nhiệt độ là từ 11 đến 21 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ là từ 19 cho đến 23 độ. Còn tại Điện Biên, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 cho đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc, trời nhiều mây, đêm nay và ngày mai thì có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông thì có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ban đêm thì trời lạnh. Thời tiết khu vực này cũng trở nên bất lợi cho du lịch. Cụ thể, tại Hà Giang thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 28 độ. Hạ Long nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Còn tại Hải Phòng nhiệt độ là từ 22 đến 26 độ. Khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân, trời cũng chuyển nhiều mây, trong đó thì thời tiết xấu sẽ tập trung ở phần phía Bắc với mưa, mưa rào rải rác và có nơi thì có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh nên là không thuận lợi lắm cho du lịch, còn ở phần phía Nam thì chỉ có mưa vài nơi. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ là từ 22 đến 27 độ. Tại Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Còn tại Huế, nhiệt độ là từ 22 cho đến 30 độ. Khu vực miền Trung phía Nam của đèo Hải Vân, so với các tỉnh phía Bắc thì thời tiết khu vực này khá tốt, đêm nay và chiều tối ngày mai thì chỉ có mưa dông ở vài nơi, ngày thì có nắng, thời tiết khá là thuận lợi cho du lịch. Tại Đà Nẵng thì có mưa và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 30 độ. Hội An không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 31 độ. Còn tại Bà Nà thì có mưa và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 28 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, thời tiết tiếp tục ổn định, phổ biến ít mưa và ngày thì có nắng, trong đó thì thời tiết có mưa chỉ xuất hiện tập trung vào lúc chiều tối và đêm, còn ban ngày thì trời có nắng đẹp. Thời tiết khá thuận lợi cho du lịch với mức nhiệt độ thấp nhất đêm nay sẽ là từ 24 cho đến 26 độ và cao nhất vào trưa ngày mai sẽ là từ 31 cho đến 33 độ. Tiếp theo, tại khu vực vùng cao Tây Nguyên, thời tiết những ngày giữa tuần cũng chủ yếu là có mưa dông ở vài nơi, ngày thì trời nắng và khá là nóng, nhưng mà tổng quan về thời tiết thì tương đối là thuận lợi cho du lịch. Cụ thể, tại Pleiku thì trời có mưa và nhiệt độ là từ 19 cho đến 32 độ. Buôn Ma Thuột không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 34 độ. Còn tại Đà Lạt trời có mưa và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 đến 26 độ. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai thì có mưa rào và dông ở vài nơi. Ngày mai thì trời có nắng. Tại khu vực miền Đông thì có nơi là có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vào trưa mai sẽ ở mức là trên 35 độ. Thời tiết cũng khá thuận lợi cho du lịch. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết tại hai điểm du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo. Tại đây thì gió có hướng đông đến đông bắc và có cường độ tăng nhẹ nhưng mà cũng chỉ duy trì ở mức độ trung bình. Bên cạnh đó thì thời tiết chỉ có mưa rào và dông ở vài nơi nên là khá thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của tàu thuyền. Cụ thể như là tại Côn Đảo thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ, còn tại Phú Quốc mức nhiệt là từ 26 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.